Xin chào các bác của chú chị, tôi đang có mặt ở triển lãm Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội các bác nhé. Không gian thì đang bày cây ở chỗ nhà văn hóa thôn Mỹ Giang và đình làng. Đây, bên trái là nhà văn hóa thôn, bên phải là đình làng. Lối vào thì nó cũng hơi làng xóm một chút, nhưng mà đổi lại thì vào trong nó rất là rộng, anh em đỗ xe thoải mái. Đấy. Anh em đưa tin cũng rất là nhiều. Về tổng quan thì thế mạnh của triển lãm đây là cây mini. Đấy, cũng có những cái cây to bày ở phía sảnh vào. Thì ta cứ chiến luôn cái khu vực tàm đỏ các bác nhá. Rất nhiều tác phẩm mini đẹp. À, xong rồi sẽ cố gắng sẽ đi ra ngoài. Đi vào khu trung tâm này cả. Rất nhiều tác phẩm mini đẹp, không gian rất là rộng. Hàng lối này đều nhau. Triển lãm thu hút được rất nhiều anh em bonsai mini ở Hà Nội và các nơi tham dự. Cây này cây của anh Quý Khôi đây, các bạn biết rồi. Rất nhiều người đưa tin rồi. Hôm nay mình cố gắng mình ra, vừa qua thì khai mạc nhưng mà không đi được. Hôm nay mới ra được. Rất đẹp, nhiều tác phẩm lắm. Những cái hàng này trước đi nhỉ. Cây này mình nhìn thấy trên mạng cứ tưởng nó to, nó bằng nắm tay các bạn. Cái này cũng có nhìn thấy trên mạng nhiều lần rồi. Mưa nó bị ướt nên nó mờ mất cái chữ cái tên. Sông Nga Biển có tay rất là hay. Đây là luôn được cái tôi chơi. Đặt cục về. Những chơi chơi cái gì gọi điện đặt cục. Hoa cảm đi hỏi chơi gì một khác. Không nghe gì cắt tiền luôn. Ấn tượng tác phẩm nào thì quay kỹ tác phẩm đấy. Đây là cây suối. Vướng quá, bị quay mặt sau vướng quá. Đi sang bên hàng bên này. Dũng Trần, anh Dũng, xanh của anh Dũng ở chạy gà. Ngoài kia có cả khu thương mại nữa, anh em đang bày cây ngoài. Tí đi ra, nhưng mà trong này còn nhiều tác phẩm lắm. Không biết là có tác nghiệp được hết không nữa. Đây, cây
cây si và khủng xiếc. Gặp lại em yêu rồi. Ngày xưa cũng đã từng sở hữu và bây giờ là cậu vẫn là của anh Hùng BS đây. Tác phẩm tác phẩm ngày xưa là một thời cũng mình sở hữu các bạn, cũng nhiều năm rồi. Nhìn cắt này thì đến bao giờ nó mới đẹp nhỉ? Cũng rất là nhiều đồ nho nhỏ xinh xinh. Đây mặt sau của cây đây, đây chính là khi là mặt trước. Cái sẹo thì nó vẫn còn nhưng mà nó cũng là một cái điểm gì đấy nó lạ lạ. Cây này. Trước này có một cái đảo có một cái cây to làm điểm nhấn ở đây. Cây to làm điểm nhấn ở đây. Chỗ này mà chụp ảnh đẹp. Bác Đạt bác được để cây ở chỗ trang trọng quá. Cây này đều nhìn thấy ở trên mạng rồi nhưng mà không nghĩ là nó nhỏ thế này, nhỏ xíu xíu xíu. Cái này đấy không mua được. Nhưng mà giấy xấu nhất, bé nhất cũng chỉ là đây, mi đấy. Đây này đẹp. Anh Chiến ở dưới đó em không nhìn rõ. Dành cho những ai yêu thích dáng cây nghệ thuật, dáng đồ. Vài triệu. Đây, đá được cái này. Ở đây lại có mở nhạc được là nhiều khi phiền, bị bản quyền rất là phiền. Đây, cái si của anh Chiến. Đây, mặt sau cái cây xanh làm chính diện sân khấu ấy. Chỗ đào nổi bật nhất ấy. Điểm nhấn của trong cái dàn mini. Giữa cái dàn mini thảm đỏ có một cái cây kiểu như cây đinh ở đây.
khuấy suối cũng rất là đẹp. Hùng xiếc. Cái nào nổi bật thì quay thôi, nó rất là nhiều. Nó chất lượng nó khá là đồng đều ấy. Đồng đều về kích thước lẫn cái chất lượng. Vâng, cho nên cây nào nổi bật thì mình sẽ view focus vào thôi, chứ còn nó rất là nhiều, sợ không có đủ thời gian để mà quay. Phôi này là một cái phôi tốt. Chân đẹp. Anh em mình ngắm hết chưa? Đi một vòng. Anh đi đi. Oh, cái này nhiều quả quá. Ai xa xa, quả kinh điển. Rất dài. Nhìn thấy những cây này làm sao? Thực sự là rất nhiều người thích đâu, mà tôi không đánh giá cao. Đấy. Quan điểm của mỗi người mình cứ rõ ràng. Mình có sao nói vậy các bạn? Không phải chê đè nén gì ai, mà mình cũng chẳng làm những tác phẩm gì nó ghê gớm đâu, nhưng mà mình có cái đánh giá của cá nhân mình. Mình về cái tạo hình ấy, hình dáng thì ok, 10 điểm. Còn cái chi tiết thì mình không đánh giá cao những cái lối làm này. Chụp ảnh lên thì đẹp lắm, nó cái tạo hình của nó tốt mà, phong tranh tốt, nhưng mà với cái chi tiết thì là mình không hề đánh giá cao một tí nào. Đấy, cái cây kia bạn, còn cây của Bùi Quý Khôi kia thì rất ok, rất ok. Đấu giá. Bán kia mới bị ngáo à? Có lẽ là cái này mà để trồng trồng cái mặt như này thì hay hơn, hợp hơn. Khá đồng đều ở chỗ này. Anh Tú có mang cái xanh đi. Cái này tôi cũng có hỏi giá nhưng mà căng lắm, không mấy trăm. Ra sớm không anh? Xem cái nét quái dị của gì. Cây này thì không phải là một cây rất là thấp, bóng thì mịn màng, nhưng mà xem nào, nhìn trên xuống thì rất là mịn, nhưng mà chi tiết thì thấp quá, khó, rất khó xem, khó nhìn.
sạch sẽ, có vẻ là cũng ok. Đít voi đầu chuột. Anh Hùng Bé này. Này thì cũng có quay ở bên vườn nhà Hùng Bé rồi. Hùng Bé cũng mang rất là nhiều cây ra đây. Phôi cũng rất là săn rồi. Mà tội là nó có vẻ nó hơi lệch. Cốt với lại chất liệu thì đẹp lắm rồi. Hơi lệch. Phải ghép không? Không biết có phải ghép không? Làm dẻo chỗ này thì thế. Bỏ bớt này. Phun chân là thì đẹp lắm rồi. Nó phải chìa. Bị nhòe nước. Của thầy giáo Cương à. Cứ nghĩ nó to cũng không, nhưng mà hóa cũng nhỏ, một người bê nhẹ. Cũng mấy trăm đấy các bạn, mấy trăm. Trông là đẹp nhưng mà rất là đắt. Ok, như vậy là cũng sơ bộ được một cái dàn là khu vực giữa rồi, tiếp tục đánh khu vực cánh trái xong rồi vòng qua cánh phải nhé.